rằng hít sâu, thở rằng cong lưng lên, lui mông về chậm ngót thở rằng hít sâu vào từ từ, chung lưng trường tới chung lưng, thở ra cong lưng lên, thớt bụng lui về thở rằng hít sâu vào, thở rằng lui về thở rằng hít sâu vào, thở ra rút rốn lại, lui mông về thở rằng hít sâu vào, từ từ rút rốn lên và cột sống về trung tính. Cột sống về trung tính nè, thẳng cột sống lại, thẳng lại, hít vào, từ từ nâng chân phải co như thế nào, lật ra, rồi lật tay trái, dang tay trái ra, thở ra, hít vào, luồn tay trái và hạ chân phải, thở ra, luồn tay trái qua đất tay phải, lên hít sâu vào, hít cơ bụng và nâng chân phải, tay trái nâng lên, thở ra hạ xuống và luồn tay trái hạ đầu gối phải, hít sâu vào lên nào, chân và nâng tay lên, thở ra hít sâu của bụng thở ra, hít sâu vào hít cơ bụng nâng tay chân lên, mở tay trái ngang ra, mở ngang ra, hít sâu của bụng thở ra, hít sâu vào, từ từ nâng chân phải duỗi ra sau và duỗi thẳng tay trái về trước, duỗi căng và hạ tay chân vừa chạm chấn nhẹ xuống sàn, hít cơ bụng lại thở, nâng lên hít sâu, rồi giờ nè kéo cái đầu gối phải về bên phải và co cái tay trái về bên trái, tay chân là gót buồn, hít cơ bụng thở ra, hít sâu vào duỗi, rồi hạ chấm nhẹ tay xuống chân xuống, xiết cơ bụng, duỗi thẳng chân ra, duỗi thẳng chân thẳng tay ra, thẳng ra sau rồi hạ xuống, vừa chạm nhẹ xuống sàn, thẳng gối hạ xuống nghe, thẳng tay thẳng chân, nhìn nè, nhìn cô nè, thẳng tay thẳng chân nè, chạm nhẹ xuống nè, nè chạm nhẹ nè, rồi cái bước sau nè, kéo nè, tay gót vuông, chân gót vuông về hai bên, rồi lại duỗi kéo ra nè, luôn luôn siết chặt cơ bụng lại đó, rồi lên nè, kéo nè đó, rồi nè duỗi tay trái chân phải ra, rồi chạm nhẹ xuống sàn, siết cơ bụng chạm xuống, rồi lên hít vào, rồi kéo ngang tay chân gót vuông, siết cơ bụng thở ra, đúng rồi, hít sâu vào, duỗi thẳng nè, rồi nhịp lên xuống nè, một giữ cột sống thẳng bất động, hai siết cơ bụng, ba bốn năm, rồi kéo ngang nè, kéo ngang gốc vuông, một trở về, hai siết sâu trở về, duỗi thẳng tay chân ra, rồi ba co ngang gốc vuông, siết sâu duỗi ra, bốn con ngang siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, duỗi chân, năm siết sâu giữ, năm bốn ba hai một, giờ co cẳng tay trái xuống gốc vuông đi nào, co cẳng tay trái gốc vuông, hít thở, duỗi thẳng chân phải ra, hít sâu, rồi kéo gối về nách tay phải, siết cơ bụng thở ra, duỗi thẳng mũi chân, đúng rồi, hít sâu duỗi ra, lại co gối và kéo về nách tay phải, thở ra, xiết sâu lại, hít sâu vào, kéo thở ra, hít sâu vào, lại kéo gối về nách tay, thở ra,
chắc từ bụng lại. Hít sâu vào, kéo gối về, thở ra, hít lại. Hít sâu vào, duỗi chân phải ra, chống tay trái lên, rút rốn lên, chống tay trái vào rút rốn. Con gối chạm mũi, hít sâu từ bụng, thở ra. Hít sâu vào, duỗi. Con gối chạm mũi, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, rút rốn lên, duỗi thẳng chân ra. Rồi duỗi thẳng chân phải ra sau. Duỗi thẳng chân phải ra sau. Con gối chạm mũi, thở ra, gối chạm mũi. Hít sâu vào, duỗi ra sau. Con gối chạm mũi, thở ra, tiếp vô bụng, vô mông. Hít sâu vào. Con gối chạm mũi, thở ra. Hít sâu vào. Giữ đó và duỗi thẳng tay trái lên. Giữ chân phải và tay trái, duỗi chân phải ra sau em. Duỗi chân phải ra sau. Tập trung vô tiền. Rồi, gấp cẳng chân phải ngược trở lên. Đưa tay trái ra sau, đưa ra sau gấp ngược lên. Gấp cẳng chân ngược lên trần nhà. Gấp cẳng chân ngược lên rồi tay chạm chân. Lại duỗi ra, hít sâu vào, tập cho nâng mông lên nè. Thở ra gấp ngược cẳng chân lên, tay ra sau. Hít sâu vào, thở ra gấp ngược cẳng chân lên, tay vừa chạm chân. Hít sâu vào, rút rốn lên, thở ra. Rồi tay nắm chân luôn, tay nắm chân, kéo lên. Gấp cẳng chân lên rồi tay nắm chân kéo. Căng lên, siết cơ bụng, thở ra. Giữ tập trung, hít thở đều. Duỗi tay chân trở về, hít sâu vào. Rút rốn lên, siết chắc lại. Hạ tay chân xuống. Cong lưng lên, siết cơ bụng, thở ra. Chống tay chân lên, đẩy cao mông lên. Bám chặt tay, ép vai, ép lưng, siết bụng, thở ra. Đi bộ tại chỗ đi nào. Đạp gót chân này, nhẫm gót chân kia. Phía sau cơ bụng lại, hít thở sâu. Nhớ hít mũi, thở miệng, hít mũi, thở miệng. Đi tay trở về. Lui tay về. Chân gối bụng ngực sát vào đùi. Rồi thả lỏng cổ, thả lỏng tay vai, cuộn người đứng lên. Hít thở sâu vào. Nâng vai lên, xoay tròn vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Rút rốn vào, trả thắt lưng xuống, hướng xương cột xuống dưới sàn. Hít thở sâu vào. Chân mở rộng mặt vai ra. Rồi rút rốn vào đi, rút xương cột xuống, điều chỉnh lại. Người mình phải đứng cho đúng vị trí. Tay chặt trước ngực, phía sau vào, rút rốn vào. Từ từ siết bụng mông đùi. Từ từ ép xuống, ép xuống, ép xuống, thở ra. Ngồi xuống luôn, thẳng lưng lên. Ngồi xuống thẳng lưng. Từ từ chống tay xuống, thẳng gối lên, hít sâu vào, thở ngẩng cổ giữ lưng ra, ngẩng cổ giữ lưng ra, ép mông xuống, thở ra, tập trung cảm nhận cơ mông, cơ bụng, hít sâu vào, thở thẳng gối, ngẩng cổ giữ lưng tới, giữ lưng, rồi chân gối ép mông để lùi mông ra chúng ta nha. Để lùi mông ra sau liền vô à, hớp lối thở ra. Giờ tay chấm, tay chấp trước ngực nè, tay chấp trước ngực phía sau. Đi lên nè, xiết cơ bụng lên, thở ra. Phía sau vào, chung gối và ép xuống, thở ra. Phía sau vào, xiết cơ bụng, cảm nhận căng tròn mông. Đó, lên, thở ra, ép xuống, xiết bụng, thở
sàn. Hít sâu vào, nhớ đẩy lùi căng mông xiết bụng và thẳng gối lên. Thở ra, ép xuống thở ra. Hít sâu vào, đẩy lùi mông và nâng mông lên trước. Thở ra, từ từ ép mông xuống thở ra. Hít vào lên, xiết cơ bụng nâng người lên lượt, nâng lên. Hạ tay xuống thở ra, đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên, đứng sức tới đầu thẳng. Hít vào, vươn tay lên, trường người tới, cúi xuống thở ra. Trường người cúi xuống, rút đầu xuống, ép sâu, thở ra. Rút đầu hốc bụng, ép sâu. Bước chân phải dài ra sau, bước tiếp chân trái bằng chân phải. Trường người vào bờ lăn, xiết cơ bụng lại, tách hai chân. Nhúng tách ra, chỉnh lại, tách ra, xiết bụng, chừng, tách. Chân, tách, chân, tách, chân, tách, chân, tách, chân, xí sâu, tách, chân, nhanh lên, tách, chân, tách, chân, tách, chân, từ nãy cao mông, thấp mông xuống, vai ngay ở dưới ở trên cổ tay, rút sờ, rốn sát vô, đẩy mông cao lên, thở ra, đạp gót đẩy mông căng lên, xí cơ bụng thở ra. Hít thở sâu vài hơi đi nào. Rồi đi chân trở ra, trường vai tới vào bờ lăn. Chung tay xuống, bờ lăn tháp xuống. Trường lên, duỗi mũi chân trường người lên. Nâng lên, đạp chân, đạp gót ép xuống thở ra. Rút rốn lại ép sau thở. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở đi nào. Từ từ trùng gối, hạ đầu gối xuống, tay chân là bốn góc vuông. Hít thở sâu, rút rốn lên cho cột sống về trung tính. Rồi đổi tay chân là nâng chân trái và mở ngang tay phải. Chân trái mình co như thế nào, mở ra rồi trở về. Hít vào luôn tay phải, luôn nắp tay trái, thở ra. Hít sâu, mở tay phải và nâng chân trái tách ra. Rồi luôn tay và chân thở ra. Hít sâu, mở tay mở chân ra. Thở ra, gồng hết từ bụng lên, đến vai mở bụng dưới. Hít sâu vào, tách ngang tay chân lên. Thở ra, hít sâu bụng lại luôn tay qua. Hít sâu vào, mở ra, rồi duỗi thẳng tay chân đi nào, rút rốn, duỗi chân trái ra sau, tay phải về trước, rồi từ trên và chấm nhẹ xuống sàn, cả tay và chân chấm nhẹ xuống, nắm lên, giữ căng luôn luôn rút rốn, chấm nhẹ xuống, rồi nắm lên nè, rồi co tay và co chân đi nào, tay chân là gốc vuông, duỗi ra, chấm nhẹ xuống. Nâng lên, rồi co tay co chân gốc vuông, xiết cơ bụng. Đúng rồi, duỗi tay chân ra, chấm nhẹ xuống, luôn luôn xiết cơ bụng lên. Rồi nâng lên, hít vào, co tay co chân xiết bụng thở ra. Hít sâu vào, hạ nhẹ xuống thở ra. Hít sâu, luôn luôn rút rốn lên, không thả thòng cũng mở xuống nhà. Duỗi thẳng hít sâu, chấm nhẹ tay chân xuống thở ra. Hít sâu vào, kéo tay chân thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Giờ co tay phải, co ngang cẳng tay phải gốc vuông đi nào. Hít sâu, nhìn qua bên trái. Rồi nâng chân trái lên, hít sâu, thở. Nâng lên, xiết và thở, chấm nhẹ xuống, duỗi thẳng chân ra. Duỗi thẳng gót trái ra, gót trái. Rồi nâng lên, rồi kéo gót về, nắm tay trái thở ra. Duỗi căng mũi chân, hít sâu duỗi ra. Kéo gối về, nắm tay trái thở ra. Hít sâu duỗi ra. Bụng thở ra, kéo gót. Mặt trông cảm nhận nhóm cơ. Duỗi
ra, kéo gối thở ra, hít sâu bị căng ra, kéo gối thở ra, hít sâu bị căng ra, kéo gối thở ra, cảm nhận tê mông, hít sâu bị căng ra, kéo gối thở ra, hít sâu bị căng, kéo gối thở ra, hít sâu, nhớ thở miệng ra, hít sâu, thở miệng dài hơi ra, hít sâu, giữ căng, rồi chạm xuống và nhấc lên đi nào, thở ra, hít sâu, thở ra, nhấc lên, duỗi lên rồi nhấc lên cao luôn, nhấc lên cao, nhấc lên, chắc chân lại, duỗi thẳng chân ra, nhấc lên nè, thẳng gối ra, thẳng gối, nhấc lên, thẳng gối ra, thẳng gối ra tiên, thẳng gối trái ra, thẳng ra, nhấc lên, đúng rồi, nhấc lên, xiết cơ bụng lên, rút rốn lên, rồi chấm tay phải trở về đi nào, vẫn duỗi chân trái, chắc người, rút rốn, thở, hít sâu, co gối chạm mũi, nâng lưng lên, thở ra, hít sâu, vào, duỗi thẳng chân ra sau, co gối chạm mũi, thở ra, vào, gối chạm mũi thở ra, hít sâu vào, gối chạm mũi thở ra, một lần, hít sâu vào, gối chạm mũi thở ra, nó tê chỗ nào siết cơ chỗ đó, hít sâu vào, thở ra cuốn lên chân ơi, duỗi thẳng chân trái ra, hít sâu vào, bây giờ gấp ngược cẳng chân lên. Và đưa tay phải giữ thẳng ra, đưa ra xa vừa chạm chân, lại duỗi ra, hít sâu vào, duỗi tay chân ra, rồi chạm thở ra, hít sâu, nâng cao chân trái lên, gấp chân tay ra sau chạm thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, siết chặt bụng dưới lại, đánh vai mở bụng dưới, hít sâu, thở ra, gấp ngược chân, nâng mông, hít sâu, thở ra, tay đưa ra sau, đánh vai mở bắp tay, hít sâu, thở ra, suy nghĩ vào những cổ, chỗ mà cô nhắc, hít sâu, thở ra, tay nắm chân, rồi buông lên đi nào, gấp chân, tay nắm chân, buông cao lên, siết chặt cơ bụng lại, giữ, hít thở đều. Hít vào, duỗi thẳng tay chân ra, hạ tay chân xuống, cong lưng lên, rút rốn thở ra, rút rốn cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rồi lui mông về, chạm gót, trán mũi chạm sàn, thở ra lỏng phần. Từ chống tay chân đẩy cao mông lên, ép người xuống, thở ra. Trường người tới bờ lăn, chung tay xuống bờ lăn góc, trường người lên, đẩy cao hông lên, xiết cơ bụng thở ra. Nhón gót co gối nhìn về đầu thảm, nhón gót co đầu gối hốc bụng lại, hai chân lên, hít vào thẳng gối chút đầu xuống, tay này ôm khuỷu tay kia, chung gối và cong lưng, đuôi sát vô bụng ngực, cuộn từng rút sống đi lên, thở ra, hít thở sâu vào, tay chắp trước ngực, hít thở sâu vào đi nào, hít sâu vào, vươn tay lên và nâng chân lên một góc vuông, chân phải lên 90 90, xuyên cơ bụng lại, rồi duỗi chân phải ra sau và tấn gối xuống 90 90, hai
hai tay song song trước mặt, hai tay hạ xuống song song trước mặt. Rồi lên, hít vào, 90, 90, 90, 90, chân ra xa, 90, 90, xiết lại, thở ra tay trước mặt. Hít sâu vào, lên, vươn người lên, 90, 90, thở ra, xiết cơ bụng lại, hai tay xuống, song song, lên, hít sâu vào, thở ra, xiết sâu lại, hít sâu vào, lên, thở ra, xiết sâu cơ bụng, hít sâu vào, lên, lên 90, lên 90, thở ra, xiết cơ bụng lại. Rồi tay vuông trên cao luôn, hai chân là hai gốc vuông, đừng có chồm đầu gối về trước nha, nhấc xuống đi, xiết cơ bụng, vuông dài người lên, xiết cơ bụng, thở ra, thở ra, thở ra, lên hít sâu vào, rút chân lên 90, 90. Rồi hai tay chống hông, thẳng lưng, xiết cơ bụng, hít sâu, trường người tới, chồm người tới, duỗi căng chân ra sau, chắc người lại, thở ra, rút rốn, thở ra, duỗi căng, xiết bụng, vươn hai tay song song về trước luôn đi nào, đầu giữa hai tay, hít vào, từ từ nâng người lên, bước chân phải dài ra phía sau, tấm gối phải, tấm gối phải nhìn theo tay phải, mở khớp hông ra, mở khớp hông, lên hít sâu thẳng gối lên, tấm gối xuống, thở ra, tay dang ngang, tay dang ngang, tấm gối, đúng rồi, lên hít sâu, tấm gối xiết bụng mông đùi, thở ra, trọng tâm ở giữa không chồm, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, chắc móc tay lên, hít sâu, thở ra, rồi giữ hít vào, co ngang cẳng tay phải đặt lên gối, kéo căng tay trái qua đầu, co ngang cẳng tay phải, tấm chân phải xuống góc vuông này, tấm chân phải góc vuông. Rồi con ngang cẳng tay, đặt lên gối phải em, đặt lên gối phải. Chấm cẳng tay lên đầu gối phải. Nâng lên, hít sâu vào. Rồi vòng tay trái ra sau, ướp vào eo bên phải, ướp vào eo bên phải. Ướp cái tay trái vào eo bên phải. Vòng ra sau, ướp vô eo bên phải luôn. Vòng sâu ra, tay trái, tay trái, tay trái. Rồi, đúng rồi, vươn tay phải lên. Rồi, nghiêng về bên trái, thở ra. Nghiêng về bên trái. Người, nghiêng về. Lên, hít sâu vào. Lại tấm chân phải, co cẳng tay. Phải đặt lên chân, thở ra. Co chống tay hẳn lên chân luôn. Rồi, lên, hít sâu vào. Vòng tay trái ra sau, úp vào eo. Rồi, nghiêng hông trái, thở ra. Lên, hít sâu vào, xoay người lại, xoay người về phía trước, hai bàn chân song song nhau, hai tay đan sau lưng luôn, giữ đó luôn em, hai tay đan song song nhau, hít sâu, hai tay đan lại, cuốn xuống, đầu thả lỏng xuống, bật tay ca lên, thở ra, thả lỏng đầu, bật tay căng lên, hốc bụng, thở ra, thở sau bụng, thở ra, bật tay căng lên, cúi xuống, mở chân rộng ra nửa tiền, chân rộng hơn ra, chân rộng ra, cúi xuống, thở ra, nâng lên là nhí sau vào, rồi xoay người trở lại, rút chân phải trở lên, rút chân phải trở lên, vươn tay lên, nhí sau vào, trường người tới, cúi xuống, thở ra, thả lỏng cổ, giúp đầu, khớp bụng, cúi sau, thở ra. Rồi chung gỡ hai chân ra sau,
hai chân bật ra sau bờ lăn, chung tay xuống bờ lăn thấp, siết chặt vào bụng, siết chặt hạ xuống, trương lên, đẩy hông lên, siết bụng thở ra, đẩy hông lên ép xuống hút bụng thở ra. Rồi nhón gót co đầu gối, mắt nhìn về thảm, đầu thảm và nhảy lên, buông tay lên, hít sâu vào, buông căng lên, nhớ rút rốn vào, buông xương cột xuống, buông tay lên, hít sâu, từ từ lực dồn vào chân phải và nâng chân trái lên một góc 90, xiết cơ bụng lại, hít thở, hít vào, từ từ hạ tay song song trước mặt và đưa chân trái ra phía sau, hai chân là hai bút vuông, đầu gối không chạm sàn nha, đầu gối sau không chạm sàn, lên hít vào, thở ra, xiết cơ bụng lại, thở ra, thẳng người lên, thẳng lưng, hít sâu, thở ra, hai đầu gối hai bút vuông, đầu gối sau không chạm sàn, lên hít sâu, thở ra, xiết cơ bụng lại, nhớ đầu gối không chạm sàn, hít sâu vào, thở ra, cảm nhận xiết cơ bụng dưới, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở nhẹ, hít sâu, thở miệng, buông hai tay lên, rồi nhịp ở đây, hai chân là hai gót vuông, không có chồm cái đầu gối phải về trước, hai chân hai gót vuông, nhịp xuống, xiết cơ bụng, nhịp xuống, thở lên, hít sâu vào, hai tay chống hông, vươn dài đỉnh đầu, trường người tới duỗi căng mũi chân trái ra, trường lưng, xiết cơ bụng lại, trường lưng, từ từ chồm người tới duỗi thẳng chân ra sau, vươn thẳng hai tay, đầu giữa hai tay, vươn thẳng hai tay luôn, siết chặt toàn thân, giữ hít thở đều, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào, ẩn gối chân trái tay dần nha, thở hít thở đi nào, siết cơ bụng, hít thở lên, hít sâu, thở tấm xuống, thở ra, lên hít sâu, tấm xuống, thở ra, chắc lại, hít sâu, thở ra, chắc mong người bụng, hít sâu, thở ra, sau bụng, hít sâu, thở ra, 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 giữ lại nhịp 1, 2, 3. Mười hít vào, co cẳng tay trái đặt lên gối, kéo căng tay phải qua đầu, thở ra, hít vào lên, thẳng gối lên, vòng tay phải ra sau, ấp vào eo bên trái, vươn tay trái lên, nghiêng người về bên phải, thở ra, lên hít sâu, co cẳng tay, kéo căng tay phải, thở ra, hít sâu vào, lên vòng tay, thở ra, hít sâu vào, lần nữa thở ra, kéo căng thở ra, lên hít sâu vào, vòng tay nghiêng, thở ra, chắc lại, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, rồi xoay người lại đi nào, hai tay đang sau lưng, trường lưng cúi xuống, bật tay cao lên, thở ra, hai bàn chân song song với nhau, bật tay căng lên, trút đầu xuống, thoát bụng, thở
cúi xuống thở ra đi nào. Cúi sau thở ra, rồi hai tay ôm cổ chân, chút đầu xuống ép thở, ép thở, thở miệng ra, đầu tới sàn thở miệng ra. Chống tay, ngón cổ duỗi lưng nhíu sâu vào. Từ từ, đóng chân phải và ép mông ngồi xuống. Đặt cái gót chân trái đứng cái bàn chân lên, thở ra. Ép căng và chắp tay trước ngực đi, mở đầu gối ra. Thẳng lưng siết bụng thở. Hít mũi thở miệng. Hít vào, chống tay, rơ lên, ấm hoa chân, trái thở ra. Ép mông xuống nhưng không đặt mông dưới sàn. Rồi đặt gót chân phải, đứng gót lên, chắp tay và hít mũi thở miệng. Hít vào, từ từ. Gói ta đi lên, đứng lên, thở ra. Giờ hai chân mình nè, thở xuống, mở hai chân ra, thở xuống, chúng ta lên nhĩ sau vào, hít mũi thở miệng ra nhấc xuống, hít mũi thở miệng và nhấc xuống, xiết cơ bụng vô. Cơ bụng hơn nữa, mở đầu gối ra, chắp để vào đùi chân, vào đùi chân, siết cơ bụng thở. Nâng lên, hít vào, rồi rút chân về, xoay người trở về, thở ra. Vươn tay lên, hít sâu, nhón gót chân lên, nhón căng 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 lên, từ từ. Chung đầu gối, nhón gót chân chung gối, ép mông tay song song trước mặt đi nào, thở ra. Vẫn nhón gót chung gối và từ từ, ngồi xuống ép mông xuống gót chân luôn, ép mông xuống gót chân. Rồi đặt mông ngồi xuống, nâng hai chân lên, hơi ngã người ra phía sau xiết lại, rồi hạ người thấp xuống, đi lên, thở. Hít vào, thở ra lên, hít sâu, thở ra, thở miệng ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, gồng chắc bụng đi lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, duỗi chân lên nào, vươn tay siết cơ bụng lại, duỗi căng lên, căng lên, căng lên, căng lên, hạ cẳng tay xuống, chống ra phía sau, nâng chân lên 60, siết sâu. Rồi, co chân này, thẳng chân kia, kẻ đi nào, xít sau, thở, gồng chắc cơ bụng lại. Co gối vào, rồi đạp bàn chân ra, đạp bàn chân dựng cái mũi bàn chân lên, co gối duỗi mũi chân,
Rồi đạp bàn chân ra, căng gót ra, kéo gối vào duỗi mũi chân, đạp bàn chân thở, duỗi kéo vào, đạp bàn chân, duỗi kéo vào, đạp bàn chân, duỗi kéo vào, đạp chân ra, duỗi kéo vào, đạp chân ra, rồi duỗi mũi chân và cắt kéo đi nào. Kéo gối vào, hạ người xuống, hai tay ôm gối, hạ đầu xuống, lăn lưng nhẹ nhàng thôi, mắt xanh, hít thở sâu. Đặt bàn chân trái xuống rồi duỗi chân phải, duỗi chân trái ra, vươn hai tay khỏi đầu, hít sâu vào. Từ từ cuộn từng rốt sống lên, thở ra chậm về phía trước, mông mình giống như ai kéo ra tàu. Rồi từ từ thắt lưng, siết cơ bụng hít vào, cuộn từng rốt sống xuống, lên siết cơ bụng lại, thở ra gần chắp bụng đi lên, vươn tới hít vào, cong lưng ra phía sau, thở ra hít vào, cuộn từng sống lên, thở ra hít vào, cuộn từng bước sống, thở ra hít vào, lên đi cơ bụng, thở ra hít vào, cuộn lưng ra sau, hít vào, lên thở ra, giữ căng phía sau, giữ hít thở đều, giữ căng, giữ lại, giữ lại, lên giữ lại, ra mũi chân dựng mũi bàn chân lên, bấm cổ duỗi dài lưng tới, hai nắm mũi chân, giữ căng phía sau, hít vào, duỗi mũi chân trương tới gập xuống, thở ra duỗi mũi chân và gập sau xuống, giữ siết chặt cơ bụng lại, hít mũi thở miệng ra, hít mũi thở miệng, tay chống ra phía sau, các ngón tay hướng vào người, hít vào, nâng toàn thân lên, đạp bàn chân xuống, vươn dài đầu, siết chặt cơ bụng, từ từ hạ người xuống, rồi xoay người qua phải và co cẳng tay xuống, co cẳng tay gót buông, toàn thân thẳng, gấp mũi chân lại, hai bàn chân chồng lên nhau, hai bàn chân chồng lên nhau, đặt cạnh bàn chân xuống, hít vào, nâng người lên, siết chặt lại, vươn tay lên, thở ra, hạ xuống gần tới sàn, lên siết sâu, xuống, lên, đẩy căng hông lên, căng lên, luồn tay trái, thở ra, vẫn đẩy cao hông, luồn tay vặn người, hít sâu và lại hạ hông xuống gần tới sàn, siết bụng, lại nâng lên và luồn tay thở ra, hít sâu vào, vươn tay, hạ
thả hông gần tới sàn, xiết lại, lên, hít vào, lại luồn tay vặn người xiết sau, thở ra, hít sâu vào, lên, luồn tay thở ra, hít sâu lên, hạ hông gần tới sàn, lên, hít vào, luồn tay thở ra, hít sâu, hạ hông, lên, luồn tay thở ra, hít sâu lên, hạ hông xuống, rồi từ từ hạ cẳng tay xuống luôn vào bờ lăn, hạ hai cẳng tay siết chặt cơ bụng lên, gồng chắc lại, ở tư thế này cô Dung giữ được 10 phút quá, chắc người lại. Giờ co đầu gối phải gần chạm sàn, lại duỗi co đầu gối trái, đỡ chân phải trái liên tục, rút rốn xiết bụng, thở, thở miệng ra, cố lên, càng mỏi càng gần chắc bụng dưới lại. Người xuống, nằm xuống duỗi thẳng hai tay, hai tay duỗi thẳng qua mở rộng bằng với lại hai bên mép thảm, và hai chân cũng vậy luôn, mở rộng bằng hai mép thảm và duỗi thẳng chân, thở thế hơi ra, hít vào, nâng tay chân lên, hạ xuống, thở, duỗi thẳng tay chân ra, nâng lên, siết chặt người lại, duỗi lên, lên, xuống, lên, xuống, lên, và tay quạt ra phía sau, lòng bàn tay hướng vào nhau, rồi trả tay trở về và hạ xuống, thở ra, lên, quạt tay ra sau, trả về, siết chặt cơ bụng, tiếp tục quạt tay ra sau, trả về, chắc bắp tay, bắp chân, bắp đùi, cơ mông được nâng lên, ra sau, tay ra sau, rồi lại trả về, tiếp tục nào, co tay, chống tay xuống, chịu đầu gối xuống, nâng người lên, thu người về, mông chạm gót, trán mũi chạm sàn, thở ra. Bốn người ngồi lên, đổi bên, co cẳng tay góc vuông, đặt cạnh bàn chân xuống và chồng chân kia lên, thẳng lên, nâng người lên, vươn tay lên, hạ hông xuống gần tới sàn, nâng lên, luồn tay qua, thở, tiếp sau lại, hít vào lên, hạ xuống, thở lên, luồn tay thở lên, hạ hông xuống, thở lên, luồn tay thở lên, hạ hông xuống lên, luồn tay xiết sau lên, hạ hông xuống lên, luồn tay, rồi co luồn tay về bờ lăn thấp đi nào, rút rốn siết chặt cơ bụng lại, gồng chắc lên, chống tay lên bờ lăn cao, đẩy cao mông lên, đạp gót ép thở,
Rút rốn thở ra. Rút rốn thở ra. Rút rốn thở. Hít vào. Nâng cao chân phải lên. Đẩy tới kéo gối chậm tay phải, tay trái thở lên. Đẩy tới tay phải, tay trái lên, siết chặt cơ bụng. Đẩy tới phải, trái. Đẩy tới phải, trái. Đẩy tới phải, trái. Lên. Xoạc chân phải qua bên trái. Rồi lật tay trái lên, thở. Hai gối thẳng. Chống tay trái, rút chân về, bật cao lên. Hạ chân phải xuống, chuẩn bị đổi chân. Bật cao chân trái lên. Để tới kéo gối chạm tay trái, tay phải. Siết chặt bụng lại lên. Thở. 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 Xoạc chân qua luôn. Xoạc chân trái qua phải, lật tay phải lên. Để căng hông lên. Xoạc chân thẳng qua. Kéo cao lên. Rồi chống tay phải, rút chân trái ra sau. Hạ tay, hạ chân trái xuống rồi. Tiếp tục nào. Kéo gối lên. Nhanh lên, kéo gối phải trái liên tục lên. Tiếp tục một lại, hít thở. Liên tục đổi chân em. Đổi chân phải, chân trái, chân phải, chân trái. Đổi chân em. Tiên, đổi chân. Đổi chân phải, trái liên tục xíu sau. Phải, trái xíu sau. Xíu sau. Hạ gối xuống, thu người về. Thả lỏng đi nè, hít thở sâu vào. Hít vào, chống tay lên. Cho đùi gối vuông. Duỗi thẳng hai tay về trước. Rồi, giữ đùi gối vuông. Ép ngực cầm xuống chạm sàn. Đùi dựng lên gốc vuông, ngực cầm chạm sàn, ép căng, hít thở sâu. Chống tay, đứng con lưng. Giãn cơ đi em, hít thở sâu, trường lên rắn hổng mang. Trường người lên rắn hổng mang. Hạ người xuống. Chống tay. Nâng người lên, chớp mặt thở ra. Hít mũi thở miệng ra. Hít mũi thở miệng ra.
trái ra sau lên mí vào, đẩy tới bước ra ngoài bàn tay trái. Rồi chống tay thẳng gối phải căng thở ra. Rồi đẩy tới đẩy lui, nhịp tới nhịp lui đi nào. Nhịp tới nhịp lui thả lỏng hít thở sau. Tập xong giãn cơ cho kỹ, cho không bị đau cơ. Gối sau nâng lên khỏi sàn. Rồi hạ gối duỗi mũi chân ra, để không xuống. Hạ tấn vào gối trái về phía trước, hạ đầu gối phải. Tấn vào gối trái về trước, hạ đầu gối phải, duỗi mũi chân phải ra. Chấn mũi chân phải, nâng đầu gối phải lên khỏi sàn. Rồi rút chân trái về, để cao mông lên, thở ra. Chân phải ra sau, hít vào. Để tới bước ra ngoài, bàn tay phải thở ra. Hết không? Hết không? Không hạ đầu gối, chân sao thẳng. Rồi đẩy tới đẩy lui đi nào. Đẩy nhẹ nhẹ, cảm nhận sâu. Đẩy nhẹ nhẹ, cảm nhận sâu, hít thở sâu. Hạ đầu gối trái xuống, duỗi mũi chân ra, nhắm hông xuống. Hít mũi thở miệng sâu ra. Hạ đầu gối trái. Hạ hông hán bên trái xuống. Hết căng. Chống chân. Nâng đầu gối lên. Rút chân phải về. Bộ lăn. Đẩy thân lên chóp mặt thở ra. Xiết bụng lại, ép vai, ép lưng. Đặt gót. Hạ đầu gối xuống. Ngồi xuống. Mở hai chân ra, hình chữ V. Duỗi hai mũi chân ra, ngồi thẳng lưng lên. Thẳng chân, thẳng lưng lên, ưỡn ngực. Hít vào, vươn tay. Phải lên nghiêng người qua trái thở ra. Lên, hít vào. Đổi bên thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, lần tay về trước, nâng người lên. Hít vào, lần tay về trước, thở ra, thẳng lưng lên. Ưỡn ngực thẳng lưng, thở. Hạ hai cẳng tay xuống, chấp hai bàn tay lên. Duỗi mũi chân. Rồi dựng bàn chân, đặt gót xuống. Hết căng thở ra. Thank you.
chân nhé. Rồi, tay trái đặt lên, tay phải đặt lên đầu gối trái, xoay qua trái thở ra. Xoay ra sau thở. Rõ về khí vào, rỗi bên thở. Cụm lưng mình ra phía sau, thở ra. Lên hít vào, thở ra. Vẫn hít vào, thở ra. Rồi lên, thả lỏng tay chân nhặt.